chào anh chị. Sau đây, em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện nghiệp vụ mua hàng có chiết khấu thương mại. Trong trường hợp chiết khấu thương mại giảm trừ trên hóa đơn lần cuối cùng và hàng hóa mua về vẫn còn tồn trong kho. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Với nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm theo 2 bước. Bước 1, hạch toán hàng hóa mua về trên hóa đơn lần cuối cùng. Và bước 2, hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng. Bây giờ, mời anh chị theo dõi các bước thực hiện chi tiết như sau. Bước 1, hạch toán hàng hóa mua về trên hóa đơn lần cuối cùng. Anh chị vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Sau đó, khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua hàng, bao gồm thông tin loại chứng từ mua hàng, phương thức thanh toán, chọn mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không. Sau đó, anh chị khai báo các thông tin chung của chứng từ mua hàng và khai báo các thông tin về hàng hóa mua về. Trong đó, giá trị của hàng mua được phản ánh theo giá chưa trừ đi chiết khấu thương mại. Tiếp theo, anh chị khai báo thông tin về thuế và hóa đơn. Sau đó, nhấn cắt. Anh chị chuyển sang thực hiện bước 2, hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng. Anh chị vào phân hệ mua hàng, chọn giảm giá hàng mua. Sau đó chọn phương thức thanh toán, tích chọn ô giảm giá trị hàng nhập kho. Tiếp theo, anh chị chọn các chứng từ mua hàng được hưởng chiết khấu thương mại bằng cách là nhấn vào biểu tượng kính lúp và thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng. Sau đó nhấn lấy dữ liệu. Anh chị tích chọn các chứng từ mua hàng được hưởng chiết khấu thương mại và khai báo thông tin chiết khấu thương mại được hưởng. Sau đó, nhấn đồng ý. Chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin chiết khấu thương mại của các mặt hàng trên chứng từ mua hàng đã chọn lên tab hàng tiền. Anh chị khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ giảm giá hàng mua. Sau đó nhấn cắt. Như vậy là em đã hướng dẫn các anh chị thực hiện xong nghiệp vụ mua hàng có chiết khấu thương mại trong trường hợp chiết khấu thương mại giảm trừ trên hóa đơn lần cuối cùng và hàng mua về vẫn còn tồn trong kho. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và chúc các anh chị thực hiện thành công.